Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh, đó là hình ảnh đầm sen các bạn nha. Thì phải bắt đầu tô màu với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô những chiếc lá màu xanh lá cây. Bông hoa sen mình sẽ tô màu hồng và màu vàng.
Bây giờ mình sẽ cho phần mai vào nữa. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh, đó là hình ảnh và đầm hoa sen và có bông sen và có lá này. À, có một chiếc ngòi đang chuẩn bị nở ra bông hoa. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nhé. Đó là có màu hồng với màu xanh, một chút màu nâu. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe để kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào.